Ôi trời ơi. Chào mừng anh em đã quay trở lại. Nhân tiện thì mở đầu video này, chúng ta sẽ điểm nhanh chương trình khuyến mãi sớm thế hệ iPhone 14 series đang diễn ra tại Clickbuy với phần quà dành cho anh em lên đến hàng triệu đồng mà anh em có thể tham khảo ngay tại tất cả hệ thống Clickbuy trên toàn quốc. Xin chào anh em đã quay trở lại với Max Skill. Và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ tiếp tục gửi tới cho anh em những thông tin công nghệ mà anh em sẽ không thể bỏ qua trong ngày hôm nay. Bắt đầu đến với thông tin đầu tiên, Huawei Mate 50 bất ngờ đánh bại iPhone 14. Cách đây ít hôm, một loạt báo cáo cho hay Huawei đã nhận được hơn 1 triệu lượt đặt trước cho dòng Huawei Mate 50 cao cấp năm 2022. Các flagship đã được giới thiệu vào ngày 6 tháng 9, bao gồm Huawei Mate 50, Huawei Mate 50 Pro, Huawei Mate 50 RS Sports Edition và Huawei Mate 50e. Chúng đã được lên kệ tại Trung Quốc vào ngày 21 tháng 9 và thu hút hàng triệu người tiêu dùng ở quốc gia này. Trong khi đó, các số liệu cho thấy trong 3 ngày đầu bán ra tại Trung Quốc, dòng iPhone 14 series của Apple chỉ ghi nhận được doanh số hơn 900.000 máy, đồng nghĩa rằng Huawei Mate 50 đã có chiến thắng đầu tay khá ấn tượng trước Apple. Dù rằng chắc chắn thành công này sẽ không giữ được lâu bởi đến chính Huawei còn chưa cung cấp được đủ máy đến tay người dùng, thay vì một chuỗi cung ứng khổng lồ như Apple. Theo ghi nhận, khách hàng đã xếp hàng dài ở các cửa hàng Huawei tại Trung Quốc để chào đón dòng Mate 50 và ngay sau khi bán hết đợt hàng đầu tiên, Giám đốc sản phẩm tiêu dùng của Huawei, Yu Chengdong cho biết công ty sẽ nhanh chóng tăng tốc sản xuất đáp ứng nhu cầu. Điều này cho thấy sự hút từ điện thoại Huawei Mate 50 series rất lớn. Huawei từng sản xuất hai dòng flagship mỗi năm. Dòng P tập trung vào nhiếp ảnh, thường trình làng vào đầu năm. Dòng Mate nhiều tính năng được tung ra vào gần cuối năm. Nhưng các lệnh cấm của Mỹ đối với Huawei đã hạn chế nguồn cung chip của hãng, buộc công ty phải hạn chế các mẫu flagship mỗi năm. Dự kiến vào năm 2023, Huawei sẽ phát hành dòng P60, con chip được sử dụng cho 3 phiên bản Huawei Mate 50 là Snapdragon 8 cộng Gen 1 SoC. Đáng tiếc chúng được tinh chỉnh, chỉ hoạt động với mạng 4G. Riêng Huawei Mate 50e giá thấp hơn, có chip Snapdragon 778G 4G. Huawei đang hướng đến doanh số 10 triệu chiếc cho dòng Mate 50 và nhiều khả năng hãng sẽ đạt được mục tiêu trong vài ngày tới. Tuy nhiên, do những chiếc smartphone Huawei không hỗ trợ các dịch vụ di động của Google, buộc công ty phải phát triển hệ điều hành Harmony OS của riêng mình. Huawei Mate 50 Pro được trang bị màn hình AMOLED 6,74 inch với độ phân giải 1212x2616 pixel và tỷ lệ khung hình là 15.9:9. Màn hình hỗ trợ 1 tỷ màu và có tốc độ làm mới 120Hz. Thiết bị có bộ nhớ RAM 8GB và ROM là 256GB hoặc 512GB chuẩn UFS 3.1. Ở phía sau, chiếc flagship được trang bị cảm biến camera 50MP với khẩu độ thay đổi từ f1.4 đến 4.0. Thiết lập camera sau còn có camera tele 64MP với ống kính tiềm vọng, mang lại khả năng zoom quang học 3.5x và camera góc siêu rộng 13MP. Đáng chú ý, camera selfie có thiết kế tai thỏ với cảm biến 13MP với camera time of flight 3D để nhận dạng khuôn mặt. Pin 4700mAh hỗ trợ năng lượng cho máy, sạc ở mức 66W. Huawei Mate 50 Pro cũng cung cấp sạc không dây 50W và sạc không dây ngược 5W. Huawei Mate 50 có màn hình AMOLED 6,7 inch với độ phân giải 1224x2700 pixel và tốc độ làm mới 90Hz. Điện thoại đi kèm với bộ nhớ RAM 8GB và bộ nhớ trong tùy chọn 128GB, 256GB hoặc 512GB. Giống như người anh em Mate 50 Pro, sản phẩm cũng có cùng cảm biến camera là 50MP với khẩu độ thay đổi. Ngoài ra thì flagship còn có một camera tele 12MP với ống kính tiềm vọng hỗ trợ zoom quang 5x và một camera góc siêu rộng 13MP. Tuy nhiên, Huawei Mate 50 chỉ có viên pin dung lượng là 4460mAh, kèm khả năng sạc tương tự như là Mate 50 Pro. Chuyển tiếp sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, Apple sắp khai tử dòng iPhone Pro Max. Theo một báo cáo mới nhất, dòng iPhone 15 2023 có thể chứng kiến sự thay đổi thiết kế, đưa chiếc iPhone 15 Pro Max trở thành iPhone 15 Ultra. Năm nay, các mẫu iPhone 14 và 14 Pro phần lớn là sự thay đổi thông số kỹ thuật bên trong, chỉ có một chút khác biệt bên ngoài so với thế hệ iPhone 13. Dự kiến dòng iPhone 2023 sẽ có nhiều thay đổi rõ ràng hơn, bao gồm một cái tên mới. Các thay đổi thường diễn ra theo chu kỳ 3 năm, ví dụ như là iPhone X, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 14. Do đó, iPhone 15 sẽ mở ra một chu kỳ mới. Theo Gurman, chu kỳ này có thể trùng với việc iPhone chuyển sang cổng USB-C. Đây là một ý tưởng đã nhiều lần được các nhà phân tích đưa ra. Cùng với việc thay đổi thiết kế, Gurman cũng cho rằng nhà táo sẽ thay đổi tên cho loạt iPhone năm sau, xuất phát từ tên gọi dòng chip M1 và đồng hồ Apple Watch Ultra. iPhone 15 Ultra mới có thể là tên gọi thay thế cho iPhone 15 Pro Max. Báo cáo không nêu chính xác những kỳ vọng có trên iPhone 15 Ultra so với các phiên bản còn lại, nhưng với độ chất của Apple Watch Ultra, chiếc iPhone Ultra dự kiến có nhiều nâng cấp đáng tiền.
xứng đáng với cái tên này. Trước đó thì nhiều thông tin khác dự đoán những chiếc iPhone 15 Pro cao cấp sẽ được trang bị ống kính tiềm vọng lần đầu tiên có trên iPhone, sẵn sàng cạnh tranh cùng các đối thủ Android. Thế hệ chip A17 Bionic mới cũng được kỳ vọng có trên cặp iPhone Pro 2023. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, Vivo X Fold cộng ra mắt với giá rẻ hơn Samsung Z Fold 4. Vivo X Fold cộng mới đây đã chính thức trình làng với màu sắc hoàn toàn mới và bộ vi xử lý mạnh mẽ Snapdragon 8 cộng Gen 1, hứa hẹn giảm 30% mức tiêu thụ điện năng cùng với hiệu suất tăng 10%. Bên cạnh chip thì pin của điện thoại màn hình gập cũng được nâng cấp với dung lượng là 4730 mAh, tăng từ 4600 mAh. Kết hợp với chip hiệu quả hơn, chiếc flagship có màn hình gập lại mới sẽ kéo dài hơn gần 2 giờ khi xem video. Tính năng sạc có dây trên thiết bị đã được tăng cường lên 80W, người dùng có thể sạc 70% pin trong 18 phút, tổng thời gian sạc đầy chỉ mất 35 phút. Ngoài ra thì sạc không dây của máy vẫn ở mức là 50W, giống như bản gốc. Vivo X Fold cộng có màn hình 8 inch, có thể gập lại tỷ lệ 4:3:55 với kính siêu mỏng UTG và màn hình LTPO có tốc độ làm mới 1:120Hz. Cả màn hình chính và màn hình ngoài, kích cỡ 6,53 inch tỷ lệ 21:9 đều được tích hợp máy quét dấu vân tay siêu âm. Bản lề điện thoại có thể mở ở nhiều góc độ, phục vụ cho các cuộc gọi video và đa phương tiện. Đáng chú ý, Vivo đã tối ưu hóa loa để đảm bảo giọng nói phát ra to và rõ ràng trong thiết lập này. Thiết lập camera sau của điện thoại màn hình gập vẫn như thế hệ trước, bao gồm camera chính là 50MP, cảm biến GN5, kích cỡ là 1:1:57 inch, kích cỡ điểm ảnh là 1.0 micron, khẩu độ là 1.75, hỗ trợ chống rung quang học OIS, camera góc siêu rộng 48MP, trường nhìn là 114 độ, và hai camera tele, một camera là 12MP với ống kính tiêu cự là 47mm để chụp chân dung và một ống kính tiềm vọng là 8MP với độ zoom 5x và zoom kỹ thuật số lên tới 60x đi kèm OIS. Về màu sắc thì điện thoại màn hình gập của Vivo có thêm màu mới, có tên là đỏ Huasia Red và có chất liệu giả da. Vivo X Fold cộng đã cho phép đặt hàng trước ở Trung Quốc và sẽ được bán ra vào ngày 29 tháng 9. Phiên bản RAM 12GB, ROM 256GB tiêu chuẩn có giá là 10.000 nhân dân tệ, tức khoảng 1.400 USD, tức 33,22 triệu đồng. Bản RAM 12GB, ROM 512GB có giá là 11.000 tệ, tức là khoảng 36,42 triệu đồng. Trước đó thì Vivo X Fold RAM 12GB, ROM 256GB được tung ra với giá là 9.000 tệ, tức là khoảng 29,8 triệu đồng. Khi được lên kệ thì Vivo X Fold cộng được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Galaxy Z Fold 4 với chung thiết kế màn hình gập, chip xử lý nhưng mức giá thì rẻ hơn hẳn. Và vậy thôi, trên đây cũng đã là toàn bộ những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.